Bất kể một người con gái nào cũng mong muốn một lần duy nhất được mặc chiếc váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Và em cũng không ngoại lệ. Nhưng điều kỳ diệu đó, em nghĩ nó cũng chỉ là giấc mơ với em. Khi mà mỗi ngày trôi qua là những lo lắng cho cuộc sống, cuộc đời mình đầu tắt mặt tối cùng cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày nhìn thấy các chị khách hàng thay đổi và ngày càng xinh đẹp hơn, em luôn ao ước một ngày nào đó mình cũng được như vậy. Nhưng điều đó có lẽ thật xa vời. Em là Thanh Nguyệt, em là kỹ thuật viên tại Roco Spa. Em đã đồng hành và cùng phục vụ khách hàng tại Roco Spa đã được 2 năm qua. Còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày thiêng liêng nhất trong cuộc đời của em. Đối với em, Roco Spa không chỉ là nhà mà còn là nơi tất cả mọi người ở đây đều yêu thương em. Cũng chính tại nơi đây thì em đã chứng kiến rất là nhiều sự thay đổi ngoạn mục từ vóc dáng cho đến làn da body của rất nhiều chị khách hàng từng ngày từng ngày. Là một kỹ thuật viên tại Roco Spa thì em rất vui mừng vì điều đó. Còn đối với em là một người phụ nữ thì em cũng từng ao ước cho mình được một lần trải nghiệm một trong những liệu trình đỉnh cao tại Roco Spa. Vì khi hàng ngày em phải đối mặt tự ti và mặc cảm với vóc dáng của mình. Và bây giờ em cũng rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến giám đốc của Roco Spa cũng như các bạn đồng nghiệp trong công ty đã biết được cái ước mong trước ngày cưới của em và đã gửi tặng cho em một món quà rất là to lớn để em có thể nhanh chóng được khoe và kết quả thần kỳ với khách hàng của Roco Spa cũng như là mình trở nên xinh đẹp hơn trong ngày trọng đại của mình. Sau một tháng thì em đã quay trở lại với một vóc dáng hoàn toàn mới khi mà em đã thực hiện hoàn chỉnh tất cả những liệu trình thay đổi bản thân một cách hoàn hảo tại Roco Spa. Và giờ đây em muốn khoe với tất cả các khách hàng thân yêu của mình về việc em đã thay đổi toàn diện về bản thân của mình như thế nào. Tế bào gốc Tây Ban Nha giúp tiêu hủy lớp mỡ cứng đầu tích tụ lâu ngày dưới da, giúp thon gọn vòng eo một cách đáng kinh ngạc. Với công nghệ đánh tan mỡ cục bộ Super Diet chỉ lấy đi những mô mỡ thừa tích tụ ở vùng cơ thể mà bạn không mong muốn. Đây là một phương pháp thẩm mỹ không cần phẫu thuật, giúp loại bỏ một lượng mỡ thừa ở vùng bụng một cách nhanh chóng, có tác động làm giảm mỡ cấp tốc. Phương pháp hấp phủ trắng body từ nõn thực vật giúp da em lúc nào cũng được cung cấp độ ẩm nhất định, vì thế làn da luôn giữ được sự tươi trẻ và rạng ngời. Hấp phủ trắng từ nõn thực vật khi kết hợp với các liệu trình tắm trắng giúp đẩy nhanh quá trình làm trắng để đạt hiệu quả trắng sáng tuyệt vời nhất. Tắm trắng cấp tốc chiết xuất tảo Nhật, 100% chiết xuất từ tảo biển thiên nhiên Nhật Bản, không hóa chất, có tác dụng chống lão hóa và phục hồi các tế bào da trên cơ thể nhanh chóng và hiệu quả nhất. Là phương pháp tắm trắng an toàn tuyệt đối, không gây kích ứng trên da. Và cũng nhờ phương pháp tắm trắng tự nhiên này đã giúp em có được làn da trắng hồng căng mịn, tự tin và rạng rỡ hơn trong ngày trọng đại sắp tới của đời mình. Sau một tháng em sử dụng liệu trình cấy tan mỡ vùng bụng công nghệ Tây Ban Nha thì body của em, đặc biệt là vùng eo của em đã giảm đi một cách đáng kể. Về cân nặng có thể nói là em đã giảm được 8kg, từ 55kg xuống 47kg, một số lượng cân nặng rất là đáng kể. Và về số đo của 3 vòng ở vùng bụng giảm tổng cộng là 38cm. Ở vùng bụng trên em đã giảm cho mình được 13cm, vùng bụng giữa đã giảm được 14cm, vùng bụng dưới, vùng bụng mà
các chị em phụ nữ rất là quan tâm, em đã giảm hẳn là 11 cm. Thì để có được một body như hiện nay, một làn da mịn màng cũng như là một vóc dáng chuẩn để có thể mặc được chiếc áo cưới với cái size nhỏ nhất ngày hôm nay, thì em đã được kết hợp thêm một liệu trình nữa, đó là công nghệ tắm trắng cấp tốc tạo Nhật cộng với lại siêu nõn của công nghệ Hàn Quốc, đánh bay đi những tàn tích ở trên làn da của mình. Hiện tại thì rất nhiều người khách hàng đã đến với Roco Spa để nhìn được hình ảnh của em từ nhiều tháng trước, bạn bè cũng như các đồng nghiệp đã vô cùng ngỡ ngàng vì sự thay đổi một cách nhanh chóng và ngoạn mục của em. Hiện tại em rất là tự tin vì gương mặt trở nên nhỏ nhắn hơn, làn da trắng sáng, mịn màng hơn, cũng như là một cái vóc dáng, một thân hình chuẩn như thế này. Em nghĩ rằng một liệu trình hợp lý, một chế độ ăn hợp lý, thì trong một thời gian ngắn thì em tin tất cả các chị em phụ nữ mà đến với Roco sẽ được điều kỳ diệu giống như em.